Thánh Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 Phaolô Thành Ta Xê không phải là vị thánh của hết mọi người. Nhiều ký tố hữu tốt cảm thấy đối nghịch với Ngài vì thấy Ngài cứng cỏi, khô khan, thiếu hòa giải. Những người đương thời với Ngài cũng cảm nghĩ về Ngài như vậy. Không kể chỉ đến các bạn đồng liêu của Ngài. Ngay đến các thánh trong giáo hội như Phaero, Marco và Banaba đều có lần xích mích với Ngài. Dịu dàng như Jacob mà cũng phải khuyên thánh nhân phải biết khéo léo hơn. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều phải nhìn nhận Ngài với niềm kính phục và tình thương mến. Đó là kinh nghiệm chung đối với những ai lúc đầu cảm thấy đối nghịch với Phao-lô, rồi sau đó ngỡ ngàng khi biết rõ Ngài trong các thư tín và sách công vụ sứ đồ. Ngài thật là một con người bất khuất, trung tín và rất thân tình với anh em. Sớm hay muộn, sau khi cởi bỏ lớp vỏ sần sùi bên ngoài đi, người ta thấy rõ tính chất nhân bản và sự thánh thiện hàm ẩn của Ngài. Thánh Phao sinh tại thành Ta Xê một thành phố trụ phú miền Nam Tiểu Á. Cha mẹ Ngài là những người thế giá, có quyền công dân Roma. Ngài được giáo dục để trở thành một người biệt phái đúng nghĩa. Ngài được thầy Gamaliel dạy dỗ thần học. Người người đều kỳ vọng ở người thanh niên thông minh này. Khi anh về Jerusalem khoảng một năm sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, kỳ vọng ấy đã thành sự, nhưng theo một đường lối không lường trước được mọi người đều biết là anh Phaolô đã có mặt trong quốc tử đạo thánh Stefano và đã nghe ngài cầu nguyện cho những kẻ sát hại mình. Chẳng bao lâu sau trên đường về Damascus, sau lê tên cũ của Phaolô đã được thấy Chúa Giêsu phục sinh. Người biến đổi Phaolô từ một kẻ bách hại thành một lãnh tụ Kitô giáo. Ngay sau khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, Phaolô lui vào sa mạc để suy nghĩ cầu nguyện trong hai năm. Sau đó ngài trở lại Damascus như vậy phải đợi ba năm sau, Phaolô mới lên Jerusalem bàn luận với các tông đồ và thánh nhân lại trở về ta xê. Trong khoảng 10 năm, chúng ta không thấy Phaolô xuất hiện. Đây phải là khoảng thời gian mà với sự trợ lực của Thiên Chúa, trí khôn của thánh nhân xây dựng cây cầu nối giữa Do Thái giáo với Kitô giáo, giữa dân Do Thái với dân ngoại. Việc nối kết này là món quà lớn lao nhất thánh nhân đã trao tặng cho thế giới. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô không phải là người đầu tiên rửa tội cho một lương dân. Thánh Phêrô đã rửa tội cho con Thánh Philip Phê đã rao giảng tin mừng ở Samaria và rửa tội cho hoàng quan người Ethiopia. Nhưng việc rao giảng có hệ thống cho những người không phải là do Thái chỉ bắt đầu ở Anti-e-o-kia vào đầu thập niên 40. Thánh Barnabas được các tông đồ sai đi xem xét tình hình, nhưng thánh nhân đã đi xa hơn. Ngài nghĩ tới Phaolô còn đang sống âm thầm ở Ras và đến tìm ông. Thánh Phaolô trở về Antiochia với Thánh Bác Na -ba. Từ đó Thánh nhân hiến trọn đời cho công cuộc truyền giáo. Ngài bỏ vai trò của Maria và lãnh lấy vai trò của Martha. Nhà học giả và chiêm niệm trở thành thầy dạy và nhà giảng thuyết. Hết cuộc hành trình này tiếp đến cuộc hành trình khác, Thánh Phaolô không ngừng bước chân đi rao giảng tin mừng. Ngài đã đi truyền giáo ở Chipri, Tiểu Á và Macedonia, Hy Lạp. Mỗi khi Ngài đi đến đâu lỡ đó, nổi lên cơn giông tối nhiệt tình một bên và ghen ghét bên kia, nhốt tù, bị ném đá, đánh đập, bị đắm tàu và yếu đau và cả đến thất vọng nữa. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục công việc. Mỗi khi đến nói chuyện ở hội đường, Ngài trích thánh kinh, ở công trường, Ngài trích thơ văn cổ và từ nơi đó phát sinh một trung tâm Kitô tô giáo. Trong 12 năm trời, Ngài đã biến đổi cộng đoàn do Thái nhỏ bằng thành bào thai của một tôn giáo hoàn cầu. Năm 57, Thánh Phaolô trở về Jerusalem. Bạn bè xin Ngài đừng đi. Họ biết rằng hội đồng công tòa ghét Ngài, ghét cây ghét đắng mà giáo hội nhỏ bé không đủ sức bảo vệ cho Ngài. Ngài vẫn bất khuất ra đi và trong vòng một tuần lễ, mọi sự xem ra đều ổn thỏa, nhưng rồi lộn xộn xảy ra, Phaolô lại được cứu thoát khỏi bọn đấu tố nhờ sự can thiệp của đội lính canh người Roma. Tiếp sau đó là hai năm tù tội, bất công vì nhà cầm quyền Roma muốn được quả hối lộ. Trong thời gian này, Paulo vẫn dùng cơ hội thuận tiện để rao giảng tin mừng. Bị áp bức bởi Ephisto, Paulo nại đến sự che chở của hoàng đế đối với công dân Roma và được gửi về Roma. Con tàu bị bão đánh và bể nát ở bờ biển Manta. Dịp này cho thấy tài điều khiển bẩm sinh của Paulo trong trường hợp khẩn trương tới mùa xuân năm 62-61 đoàn người tới thủ đô. Thánh Phaero đã có mặt ở đây và Phaolô lui vào bóng tối. Về những chuyến du hành của Phaolô đi Tây Ban Nha và về Cận Đông, chúng ta không có đủ tài liệu. Truyền thống nói tới việc Ngài bị tù tội lần thứ hai dưới thời Nero và cho biết Ngài bị chém đầu khoảng năm 66 ở Tre Fontana. Khi Phaolô tới Roma, Phaero đã có mặt, tin mừng đã được rao giảng, bí tích đã được cử hành, có lẽ phúc âm đã được Marco khởi soạn. Vậy đâu là phần đóng góp của Phaolô như là cột trụ Chúa giáo hội? Trước hết phải kể đến nhiệt tâm và gương mẫu cuộc sống của thánh nhân. Nhưng phần chính yếu thánh nhân mang lại là nền tảng vững chắc về tri thức của giáo hội giúp con thuyền của ngư phủ đương đầu với bão tố. Ngài không thích mơ hồ, nhưng quan tâm tới từng hệ luận tàn ẩn bên trong giáo thuyết. Thật ra nói giáo thuyết của Phaolô thì không chính xác lắm. Ngài không sáng nghĩ ra giáo thuyết, nhưng Ngài khai sáng ra những gì đã lãnh nhận được. Chẳng hạn khi nói Chúa Giêsu là Đức Kitô, Ngài dựa ra một giải thích hoàn toàn mới mẻ về cựu ước, với những ý niệm, giáo hội là Israel mới, ơn thánh thay thế luật môi xê. Đức Kitô là A, à, Đam mới, là hình ảnh hoàn hảo của Thiên Chúa. Từ lời gọi sao lê, sao lê, sao ngươi tìm bắt ta. Ngài đã khai triển giáo thuyết về nhiệm thể, Đức Kitô là tất cả mọi sự trong mọi người. Từ dụ ngôn những người làm vườn nho, Ngài diễn nghĩa cho thấy Israel cũ và Jerusalem cũ bị thay thế, bởi Jerusalem mới nơi không còn lương dân hay do thái, mang rợ hay Scythia, nô lệ hay tự do. Có lẽ giáo thuyết về công giáo tính của giáo hội là phần đóng góp tiêu biểu nhất của Phaolô, khiến Ngài được mệnh danh là tông đồ dân ngoại. Thánh Phêrô còn ngập ngừng chứ như Thánh Phaolô thì không chịu thỏa hiệp. Chính Ngài cho thấy rõ thế nào và tại sao giáo hội phải là công giáo phổ quát và công giáo tính bao hàm những gì.